mày trên đó. Ok mình to nhất rồi, mình to nhất rồi. Húc tao ấy. Stand you soon, it won't be long. Keep on, keep on. Xin chào, biết chưa, mình là Linh đây. Thôi, clip này thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với chuyên mục là không phải truy kích tập thứ N rồi. Mình không nhớ nữa, không nhớ. Nói chung là cái series này mình thấy là nhiều anh em rất là thấy thích thú bởi vì nó mới lạ ấy. Chứ không phải là anh em phải mãi kiểu ngày nào cũng phải xem truy kích là đâm ra nó cũng hơi nhạt rồi. Nên là, rồi ok, bữa nay chúng ta đến với một cái trò chơi mà anh em cứ tưởng tượng là đi đường gặp là cái con, cái đứa mà mình ghét đi. Thì anh em cứ làm như thế này cho mình đây. Linh nhọn nha. Mình vẫn thích cái xịp hồng hơn đấy. Nhưng mà nó dài quá, mình lười viết. Ok. Cái này thì nó, tên của trò nó là đây. Em nhìn đây. Đó. Cái tên trò to đùng đấy, anh em đừng gọi là trò gì nữa anh nhé. À, nhiệm vụ đơn giản lắm, anh em chỉ việc đẩy mấy cái con này nó rơi xuống cái ao. Đây. Sao mình đã chết đầu tiên rồi. Chết đầu tiên ạ. À. Đau khổ lòng ấy. Okay, lại em ơi. Cái đấy cho này là em mới là mới là đẩy xuống. Đẩy nó xuống là mình sẽ được đấy, mình sẽ to ra đấy, mình được ba mạng rồi. Ơ, thằng đó KS của bố mày. Con chó này. Mày đấy. Bố mình được ba thằng rồi, Ơ à, đừng. Em khi mà to hơn thì anh em sẽ đẩy chúng nó. Ui. Ơ thằng cuối cùng. Mày đứng lại. Yes, win. Tức là mỗi lần anh em đẩy một cái con tròn tròn đấy xuống là anh em sẽ to ra một tí. Thì nếu anh em càng to thì đẩy mấy con nhỏ nó bay càng xa hơn thì anh em dễ thắng hơn, vậy thôi. Nhiệm vụ nó đơn giản như vậy. Nói chung là cái trò này thú vị là mua sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Ok, chúng ta đến bàn tiếp theo. Nói chung là cái này nó nhiều bàn anh em ạ. Mỗi bàn thì nó sẽ có hình dạng cái map nó khác đi ấy. Thì một thằng, ui thằng kia to thế. Giết. Ê, mình để thằng to rồi. Ui đấy, anh em để ý là sau đít mình ấy, sau đít mình cái tấm đệm mông ấy, anh em nếu mà đẩy và đít thằng nào đấy mà nó thì nó sẽ bay xa hơn bình thường nhé. Ok, mình to nhất đấy, mình là bố đấy. À, chạy này con. Mày chạy này con. Ui, hai trận thắng đi tiếp luôn. Nhưng mà đừng quảng cáo nhé thầy, mình ghét quảng cáo ở đây bái. Trời ơi. Ok. Ui. Cái này như kiểu cái map, ui cái này sợ. À, càng về sau anh em ạ thì mấy cái map nó sẽ khó hơn. Bởi vì cái map nó rộng như này thì anh em mà đuổi nhau cũng mệt đấy. Ok. Đồng phết. À, đấy là chúng nó có cờ đấy. Có cờ của nước Anh này, nước Campuchia này. Mình nhìn không nhầm, nó có cả Lào đây này. Ok, sao nó... Có... Cái bát này đuổi nó khó vậy thầy. Từ từ bây giờ mình phải cố gắng đẩy một con xuống em ạ, để cho nó to hơn ý. Thì anh em đẩy nó dễ hơn. Cho nó thú vị phết. Mẹ chà. Ok. Mẹ, à. Ôi đôi, thằng nào kẽ của mình vừa đẩy một thằng mà. Kìa, ui. Ủa chết rồi. Anh em để ý nha, đứng ở vỉa nó húc cái và đít là anh em bay xuống nước luôn đấy. Ôi, ôi kìa nó to đấy kìa. Thôi mình phải nhanh lên đây ạ. Phải nhanh lên, không là... Ôi, thôi thằng Pon nó to nhất rồi anh em ạ. Ôi anh ơi. Ba con một thằng. Đây, bây giờ mình phát hiện ra một điều anh em. Chúng ta nên đánh lẻ thôi, anh em đừng có đi chung. Tức là đi càng đông thì chúng nó dễ kiểu đẩy một thằng thì mấy thằng đằng sau ấy nó lại đẩy mình ấy. Thì mình dễ hẹo lắm. Đây. Ok kìa. Thằng này tổ lái thế. Ui phần đấy nó đẩy đi mình bay xa bấy. Kìa bò lạc. Ui phải. Ok. Vẫn chưa đẩy được. Thôi mẹ con. Ui con chó màu hồng này. Anh em phải đồng loại mà mình dám đẩy. Khốn nạn. Đâu, ê, con mèo này, à, này thì mèo, khó quá anh em ạ, thật kìa. Mình cứ tưởng cái map hẹp thì nó khó, mà hóa ra cái map rộng thì thực ra nó khó hơn. Ui, thật kìa bay xa bái. Ui, thôi mình đẩy ra thằng kia nó ăn mất rồi. Rồi. Con lên.
không hiểu ấy. Tại sao nó lại cái trò này ức chế mãi chứ. Ok, có lên. Mình phải qua được băng được. Ok, hai thằng rồi. Mình được hai mạng rồi. Bây giờ mình to, bây giờ mình sẽ đứng cẩn thận hơn. Mình sẽ đứng ở trong thôi. Sau nhiều lần phải rút kinh nguyệt. Ôi cứ mày chạy đâu. Ok, mình to nhất rồi. Húc tao ấy. À! Vâng. Mình biết cái là đã to nhất rồi. Ok. Nào, ok. Mình vừa thấy một thằng. À, mẹ. Mày là mẹ tao hơi lâu. Ôi thằng mẹ chứ giờ thằng bom đâu rồi? Ê để có thằng tôi tên là bom. Ok. Ui. Con này to thế. Hút vào đi nó. Bọn này nó đánh nó chơi hay quá thế. Trời ơi, mình tiếc cái pha ván phải nãy quá. Kiểu anh mình đã to nhất rồi. Ôi. Khó vãi trưởng em. Ô, con lên. Ok, mình là to, mình to, hình như to to nhất ở đây rồi. Mày đã... Ôi, mình đẩy phát chết hai thằng kìa. Win rồi anh em ơi. Trời ơi, thế cái ván này nó khó thế. Má, hay thật đấy các bạn, trò này chơi rất là cuốn luôn. Đấy, mỗi lần phải đợi xem quảng cáo. Bực thật. Ok, em đợi một xíu. Ok, chúng ta đến với cái map hình tròn. Ok. Ôi. Đấy, cái map này có vẻ dễ hơn này. Bởi vì là cái khu vực đi nó ngắn ý. Thì anh em đẩy nhau nó nhanh hơn. Con kia to thế. Ôi anh ơi. Thôi, mày quay nó bỏ mình. Sợ mày. Đâu rồi. Ok. Ôi. Sao mình bé thế? Mình bé nhất này. Mày. Mình đầy đủ. Ok. Mình bé nhất thôi. Mình vừa lấy mình bé nhất mà. Mày. À, thằng kia nó cũng rơi đúng không? Thằng kia nó cũng rơi mà. Bạn bị giết bởi kill Lambo Speed. Vãi chưa. Ok. Ván vừa nãy mình bé nhất mà. Gần như là mình thắng rồi ấy. Suýt nữa thì thắng. Ok, mình đẩy đi nó sẽ bay xa vãi. Ok, mình to nhất rồi. Trời ơi, bố lại ngại chúng mày nào. Bơi hết vào đây. Ôi, đừng. À, bật. Này thì, ui, nó bay kìa. Ô, có một thằng. Nào. Quýt, trời ơi, mình mạnh quá. Ôi, ok, nói chung là trò chơi nó như vậy. Nên là hy vọng là anh em thích. Nếu mà, ok, mình sẽ quay trở lại với cái trò này. Nếu mà anh em đăng ký lại và like mạnh của mình, like và chia sẻ nhiều một chút thì mình sẽ quay trở lại với trò này. Mình thấy rất là hay. Nói chung là mang tính chất giải trí rất là cao, nghịch kiểu funny ấy. Ok, cảm ơn anh em đừng quên like và đăng ký giúp mình. Bye bye. Ôi, thật là mặt đỡ rồi. We'll be right back.